chào Nen nha, chúc anh em bữa tối vui vẻ nha. Thì nay mình xin làm clip mình trả lời mấy cái bình luận của cái clip mà không nên dùng hát để mua chiếc mua chơi nha anh em. Đó thì ok luôn nè, tại vì ở trong cái clip này mình thấy có mấy cái bình luận mình thấy rất là khó chịu nha. Ok, vô cái comment đầu tiên là qua si ba đủ item đủ điều kiện mới hát được ba ơi, cái đó nó giúp không cần tới chỗ vẫn mua được, đỡ phải đi thôi không biết. Vì thì miếng họng dùm chia sẻ kiến thức cơ bản cũng sai. Thì cái này thì mình sẽ mất dạy xíu nha anh em. Thì để ba nói con nghe nè, không phải là season nào cũng phải đủ uy tín này đủ điều kiện mới hát được nha. Season 1, ý đoạn season 1, season 2, season 3 thì cái nào cũng hát được nha con. Quan trọng là con có biết dùng hát hay không thôi nha. Ok, còn cái thứ hai là đủ uy tín. Đủ uy tín mà đủ gì? Đủ cây đinh ba với lại cái khăn nhặt màu của Takakuri là đi mở được cái Chimochi hả? Nó lộn, đi mua được cái Chimochi hả? Nể luôn, hỏi thiệt là bộ mày lần đầu mày mới chơi game này sao mà mày kêu là đủ item mới mua được à, cái đó. Mày không đi đánh đánh 500 con quái xong rồi mày không có cái cúp kẹo làm sao mà mày đi chịu hồi được cái boss đu đi King V2 mà mày mà mày kiếm khe đỏ mày mở cái chỗ mà bán nha gì cái chỗ bán chip donut V2 mà mày đi ra. Cái đó là tao nói rõ ràng là chia sẻ cho những anh em nào mà không có cái chip đó thì mua nó sẽ phí cái điểm ép của anh em, mày hiểu không? Ok, còn cái comment thứ hai mình thấy cái này cực kỳ là hài lòng luôn anh em. Tôi thử rồi, kết quả không mua được, phải có credit mới được mở mua đó. Thì mình thấy cái comment này là đúng như cái ý mà nói luôn nha anh em. Thì mình phải có cái credit á thì mới mua được, chứ không phải là như cái thằng đầu nó nói là đủ item nể luôn, nghe câu đủ item nể luôn. Những cái câu nói như vậy thì mình cũng rất là khó chịu luôn. Thì anh em mà thấy mình chia sẻ vẫn còn sai hoặc là cái gì đó, anh em có thể comment cho mình biết nha, thì mình có thể lấy cái đó mình làm kinh nghiệm với mọi anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nha, chúc anh em Noel vui vẻ.